Mục đích tôi ngày hôm nay tôi giảng về Blanix à. Vì những nguyên lý điều động cả cái khoa học về toán học hiện đại đó. Học đạo không có cần Blanix, đọc thầy tiếng Đức, đọc tiếng Tây thì kệ không. Học đạo ngay Blanix, tất cả cái nguyên lý về luân lý học Blanix là điều động tất cả khoa học, không phải triết học, thì chờ 5 năm nữa khi mà con tôi rồi tôi mới nhớ một cái cuốn rất mười năm nữa khi tôi trả hết tiền nợ lúc đó tâm tôi mới an, tôi mới an đồ luôn không phải nhưng đọc tiếng Tây anh ta với bằng tiếng Tây mà anh ta của Đức với bằng tiếng Tây monadology monadology cứ chờ hết tất cả xong xuôi rồi thì lúc đó tôi mới có được cái sự an bình. Cái này khác cái đó ai chẳng có cái monadology có hết tất cả nhưng cái an bình đó là an bình lâu dài gặp một cái gì một cái rồi lại thế là đúng ngay. Thì cái chữ monadology là cái khúc mỏng của Blanix thôi, tu luyện từ trong đời loạn động tu già. Mà tôi muốn so không có cần đại toán học đại triết gia đại luận lý học động Blanix của Đức so sánh với Tạng Đà. Mà Tạng Đà cái gì? Tạng Đà chỉ một trong cái một câu nhạn tử của Tạng Đà từ trong cái gia đình. Thì trong cái cuốn của Blanix đó mà tôi sẽ sắp đặt luôn đủ hết, nhưng mà đến đây tôi nói ngược lại hết, thì tôi nói không nói cái tôi muốn nói nhanh thì hơn cái chữ monadology là một chữ Hy Lạp monas, cái sự thanh tịnh yên tĩnh đó monas nghĩa là cô độc, nhưng mà họ đâu có biết logi logi nghĩa là logos với tiếng Latin là lời nói của một kẻ cô độc. Nhưng mình từ trong cái này mình nhưng mà trong đó thì chỉ là lũ học với triết học không à, thằng học nữa ra rồi còn cái gì nhưng mà thấy vấn đề nó có vẻ nó hơi thơ mộng. Chợt tôi nhớ đến một thi sĩ mà chết có thi sĩ Đức chết 29 tuổi là Novalis. Thì có một cái ngắn thời gian tiếng Đức gọi là monologue, monologue đọc thoại. Khi chữ giữa chữ monologue, chữ monadology đều là lời nói của một người cô độc nói với chính mình. Nhưng một bên cao kia ông nói về thần học, thần học chú giáo nha, triết học, siêu hình học, luận lý học. Còn cái ông mà thi sĩ chết 29 tuổi ông nói gì? Thi ca. Và trên cao anh nhìn xuống thì anh thấy là nói chính mình. Từ đó tôi mở ra cái nhận tưởng. Đâu có ngăn cách ra đâu. Đẳng đà. Đâu có phải là anh nhìn ngang hàng với tôi thế này, anh thấy là đây là giờ phút này. Cái nhận tưởng đã đạt nhất của trong cái tâm tâm. Nữa nó lại giờ phút khác. Người ta đọc câu đầu tôi sẽ có mặt. Nó thành cái tương lai. Anh ở trên anh nhìn xuống. Nhà xuất bản viết như thế này. Cao ốc. Anh nhìn tán đà nhận tưởng tư tưởng do lúc nhàn định suy nghĩ ra bé đây là nhà xuất bản Hương Sơn lúc nào cũng những câu nhàn tưởng này trong lúc nhàn tính nghĩ ngợi được ra cho nên tán đà tiên sinh mới đặt là nhàn tưởng tất cả thì là trước in riêng một cuốn xong vì có 101 câu cho nên phù dưới tập văn này đi cùng độc giả tiên nhàn ngâm thơ xong đọc lại suy nghĩ thêm ra khi đó là nhìn ngắm thân sông đọc mà suy nghĩ thêm ra chân là trên nhìn xuống anh thấy con chân người mình giống suy nghĩ thêm ra chân lý được một cái nhỏ với tất cả mà nền tảng của lý học hệ thống thế giới nó phân chia đủ các thể loại hết xây dựng ông này ông nọ bà để chúng ta thấy chân lý này cấp nọ người giàu người nghèo người nhưng mà cái chân lý mà tán đạt đưa ra nó vượt lên anh nhìn đàn kiến thôi cái nghĩa như là lý thì nãy tôi nói tôi bỏ qua đó. Câu thứ nhất, tụi bay là kiếm hết cả, mày có là mà tôi cho cái này nó còn triết học, những đứa nhà trên nhìn xuống mình là con người còn phi thường hơn là cái Blanix của đại triết gia đại toán học người Đức đó, chứ không phải là mày thi sĩ thôi. Bởi vì tôi nói là tư tưởng lớn nhất, cái nguồn sủng nhất của chúng ta của những nhà phê bình văn nghệ phân biệt ở đây là thơ, đây là triết học, ở đây là chúng ta suốt đời đi tìm phân biệt phân loại thôi à. Mà cái đó là ảnh hưởng của Tây phương, nhưng mà ảnh hưởng Tây phương của trường ốc cùng cái nhân loại với nhau mà trong đó cái tội lớn nhất là cái tội của trường đại học mà tôi ông này xuất thân là đại học Sorbonne, đại học Sorbonne phải đặt đủ chuyện hết á, từ Sorbonne đến Oxford, Cambridge, Yale, Harvard này kia. Rồi suốt đời chúng ta phải bị đày đọa làm kẻ sĩ, cái sĩ là gì, cái sĩ tức là làm quan, đậu bằng cấp thật nhiều ra làm quan. Xin lỗi ông nha, tôi hơi đây Tánh Đà, một thi sĩ nhậu nhẹt say sưa suốt đời, chết bốn mấy tuổi thôi, sinh năm 1888 89 gì đó, mình tuổi hai đứa chết 1939 phải không, là chưa đầy 50 tuổi. Bây giờ tôi với cụ này già hơn Tánh.